Vâng, xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh youtube của cửa hàng Hoàng Anh Âm Thanh à, Trong video ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác cách để chúng ta hiệu chỉnh bằng tay trên chiếc vang số V5 Và những phím chức năng cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể làm chủ hoàn toàn trên tất cả những đời vang số từ X3 cho tới X12 hoặc là V5 Thực ra như các bác đã biết đối với những cái thương hiệu của Layman như là M5, M6, M8, V5 rồi những cái dòng X, ví dụ như là X3, X5, X6, X8, X10, thậm chí là X12 Thì nó sẽ có những cái thiết kế phím Và những cái thông số nó gần như là giống nhau Nó sẽ khác nhau ở cách bố trí phím Ví dụ, ví dụ Cái nút control của X12 nằm ở đây Thì nút control của X5 nó sẽ nằm ở vị trí này Nút control của V5 Đây, và nút control của M5 sẽ là cái phím này. Thực ra tất cả những cái chức năng của nó sẽ là như nhau, nhưng như em có nói đấy, nó sẽ khác nhau về cách bố trí. Còn tất cả những cái chức năng của nó thì nó là như nhau khi chúng ta cài đặt bằng tay. Các bạn nhá. Thì đầu tiên ở trên con số con vang số V5 ấy, anh em muốn chọn cái cổng tín hiệu đầu vào, có nghĩa là M1 hoặc M2 ấy, thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với X. chúng ta chỉ cần nhấn đường input thôi. Đó, một là input 2 nhấn lần nữa là input 1 có nghĩa là anh em hoàn toàn có thể là cắm song song cả hai đường input 1 và input 2. Chúng ta phát đường nhạc nào, chúng ta chỉ cần nhấn vào input để chọn cổng ra là xong các bác nhá. Về cái phím quan trọng cực kỳ luôn ạ, cực kỳ quan trọng ở đây chúng ta cần nắm bắt được đó là một là cái nút control này. Đó, trên con M5 thì nút control nằm ở đây. M6 là vị trí này. X12 control, X5 control và M5 control ở vị trí này. Ngoài nút Ctrl ra chúng ta sẽ có hai cái phím nữa để chúng ta có thể thay đổi được tất cả những cái thông số mà chúng ta cần các bác nhá. Gọi là chúng ta cần đấy. Tức là phím up và phím down. Đấy, trên tất cả lợi ích cũng vậy các bác nhé Ví dụ anh em muốn chỉnh về cái đường music chẳng hạn, chúng ta nhấn vào music một lần. Được các bác? trên x tất cả giống nhau các bác nhá. Chúng ta nhấn x một lần nữa, à nhấn music một lần nữa hai lần thì ở đây nó sẽ hiện lên chúng ta là music hpf thì ở tất cả lợi ích cũng đều có thông số như vậy và khi chúng ta muốn thay đổi cái thông số này đó anh em sẽ nhấn nếu nó nằm ở trên các bác nhá nếu nó nằm ở trên anh em nhấn up mọi người nhá nhấn up và khi nó bôi đen này này đó nháy 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 phần đen này chúng ta sẽ xoay control đây là em đang cắt ví dụ như cắt 23 này 25 27 30 hoặc là bao nhiêu đó tùy anh em đó thường thường thì em cũng để phẳng thôi em không có cắt bởi vì nó sẽ liên quan đến đường súp cho nên em không có cắt nhá còn anh em mà đơn đơn giản chỉ có chơi loa không thì mọi người thì cắt từ 35 mươi hoặc bốn mươi tùy anh em cái này là tùy đó cái phím up down và cái phím control này cực kỳ quan trọng các bác nhá tiếp tục em nhấn music này đấy mọi người thấy không thì nó sẽ hiện lên một dãy Equalizer các bác nhá thì trong x cũng vậy Hiến thị y chang luôn ạ và chúng ta muốn chúng ta muốn điều chỉnh cái 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 con này ví dụ đây là ở giải cần Equalizer Laser số 1 Đó, Chúng ta sẽ nhấn áp này Nhấn áp một lần nữa nhỉ Nó bôi đen ở đây Là có nghĩa là khi chúng ta thay đổi Chúng ta sẽ để pass hoặc là music để chúng ta cài đặt đấy Còn để pass thì là nó sẽ sẽ không có can thiệp được cái gì các bác nhé Đó, Cho nên là chúng ta phải nhấn áp một lần nữa Khi nó bôi đen ra trước số 1 Chúng ta sẽ nhấn xoay control này 2 này 3 này 4 này 5 này 6 này 7 này đó mọi người không? Nó sẽ có 7 cần equalizer laser tương ứng cho 3 giải bát trung tép. Ví dụ em cái giải 60 Hz là cái giải mà cái cái âm bát nó mềm mại nhất, nó hay nhất và nó rõ ràng nhất và tất nhiên nó còn tùy thuộc vào loa. Nếu anh nếu cái loa của anh em nó có thể đáp ứng được thì thì chúng ta cần thay đổi và chúng ta muốn nghe nhiều hơn chẳng hạn thì chúng ta sẽ nhấn chữ đao. Mọi người đâu? Khi mà nó nhấp nháy ở cái vị trí này thì chúng ta xoay control, ví dụ em đang để là 2.6 dB. Anh em muốn tăng nó lên 3 chấm hay 4 chấm nó tùy anh em Nó tùy vào cái loa và tùy vào cái gu của mỗi một người Đó nhá Hoặc anh em giảm xuống Đó 2.6 anh em không thích Anh em giảm xuống Thì anh em đưa nó về tầm 2.1.0 Hoặc là giảm DB đi cũng được Đó cái này Chỉ cần mọi người làm chủ được cho em một up, hai đau, ba control Là anh em có thể điều chỉnh toàn bộ con vang này Một cách rất là dễ dàng Các Đó, Đó bây giờ thì Với con vang này thì em cứ để 2.6 đi Tiếp tục em lại nhấn up lên tiếp Up một lần nữa để nó bôi đen lên chúng ta xoay con sang cần equalizer số 2 thì ở cái giải 214 anh em không thích anh em có thể là up một lần nữa nhá nó hoàn toàn chúng ta có thể thay đổi được cho từng giải equalizer đấy ạ ví dụ số 2 anh em muốn thay đổi nó không phải là 214 nữa mà nó sẽ là 78 hoặc 80 anh em nhấn up up một lần nữa đấy mọi người thấy không khi nó chuyển sang đường trước cái số 214 này chúng ta xoay lại đó mọi người thấy không 77 hoặc 80 85 90 đây là những cái giải tập trung vào những cái giải bát đó và chúng ta có thể là tăng hoặc giảm dB của nó. Các tăng hoặc giảm dB bằng cách ấm up down. Đó, còn đây cái phần quy này là cái độ sắc nhọn, độ nhọn. Ví dụ như anh em mà để cái quy nó bằng một hoặc quy nó thấp thì có nghĩa rằng là khi chúng ta kéo cái giải 90 này lên 1 dB đúng không ạ? Thì nó sẽ ảnh hưởng nó sẽ to như này, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái cần equalizer bên cạnh. Nhưng mà khi chúng ta đưa nhọn nó lên, đưa cái nó cao lên, nó cao lên thì nó sẽ chỉ có thể hiện ở cái giải này. Đó, ví dụ anh em muốn nghe ở nhiều cái tại 90 anh em đưa lên thì nó sẽ vọt cái 90 nó sẽ nhọn như này thì nó sẽ không bị làm ảnh hưởng tới những cái tần số bên cạnh. Đó, những cái thông số cực kỳ đơn giản và cái này thì có rất là nhiều những cái video để anh em người ta hướng dẫn các bác cách để để chúng ta hiệu chỉnh con vang này rồi. Đó, thì tương tự như vậy, các bác nhá, tương tự như vậy đối với phần micro cũng vậy. Đó. Chúng ta gọi là feedback với cắt tần số cao của micro mọi người lưu ý này. Nó nằm ở trên thì chúng ta nhấn up. Được chưa? Nó nằm ở dưới, chúng ta nhấn đào. Ví dụ feedback em đang để 5, anh em để 6 7 8 tùy anh em. Rồi em để 5 thôi nhá. Tiếp tục các cần equalizer laser trên micro nó cũng tương tự như là là ở cái phần music. À, tuy nhiên thì ở micro thì nó cũng sẽ có 15 cần equalizer laser giống như là trên con vắc X5 bình thường các bác nhá. Đó, mic này, một đúng không ạ? Chúng ta nhấn up này. Mọi người cứ lưu ý trên up dưới down. Up đúng không ạ? Xoay control để chúng ta kiểm tra những cái tần số Và chúng ta muốn thay đổi nó Thì chúng ta nhấn down Và chúng ta tăng hoặc giảm dB Tùy vào những cái 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 cái, cái gu cũng như là cái thiết bị nhà chúng ta Bởi vì khẳng định với các bác luôn là khi mà gửi van đi cho anh em Có thể, các bác nhé, có thể Nó sẽ không được chuẩn chỉnh Và không được như là cái gu của anh em mong muốn Đó. Còn tất nhiên là em vẫn sẽ cài cho anh em nhiều cấu hình Để anh em lựa chọn, các bác nhá Và khi với con vang uh, X5 X6 thì nó sẽ không có cái cái phím thoát màn hình giống như X12 đâu. Đó, nó sẽ nhấn ES là chúng ta sẽ quay về màn hình chính. Nó đơn giản như vậy. Còn khi anh em muốn gọi cấu hình ra, các bạn nhá, anh em muốn gọi cấu hình ra, chúng ta sẽ nhấn Rico giống hệt trên vang X5 X6 thứ bình thường nhá. Rico X6 cái phím Rico nó sẽ nằm ở đây. Đó, X6 X12 cái Rico nó sẽ nằm ở đây. Và X5 Rico nằm ở đây. Rico nghĩa là gọi gọi chương trình các bác nhá. Và M5, M6 cũng vậy, Rico nằm ở đây Thì chúng ta sẽ nhấn Rico đây ví dụ bây giờ em đang ở cấu hình 1, em muốn gọi sang cấu hình 2 Em nhấn chữ RICO Đó, đang cấu hình 1 đúng không ạ Như em có nói rồi, trên up, dưới down Chúng ta nhấn up Và chúng ta xoay control, gọi cấu hình 2 Gọi sang 2, đúng không ạ Chúng ta nhấn RICO một lần nữa Thì nó sẽ hỏi Giết ono no Đúng không ạ Nếu mà giết thì là sao là down, là dưới mà các bác No, up là trên là anh em không gọi nữa Thì anh em phải nhấn no Đấy còn anh em giết, anh em gọi nó ra chúng ta chỉ nhấn Rico. Chúng ta nhấn up, chúng ta xoay. Đúng không ạ? Chúng ta nhấn Rico, chúng ta nhấn đào. Đó nó sẽ gọi cấu hình hài ra. Tương tự vậy tất cả những cái đời X3 5 6 7 8 10 12 và M5 M6 M8 V5 cài đặt nó gần như là nhau. Và khi anh em làm chủ được các bác nhá, khi chúng ta có thể làm chủ được những cái dòng vang X thì hầu hết những cái dòng vang khác có chỉnh tay thì anh em đều có thể hiệu chỉnh được bởi vì những cái thông số của nó nó gần như là như nhau các bác nhá còn về chuyên sâu hơn từ cái eco để revert rồi các thứ lung tung, tung ấy, thì nó sẽ là một câu chuyện rất là dài còn nhân đây là em đưa cho anh em một cái những cái phím cơ bản nhất có những cái phím cơ bản nhất để chúng ta có thể làm chủ hoàn toàn trên tất cả những cái dòng vang mà em vừa mới nêu trên và có trước mặt các bác đó là những cái phím Control và đào Đây là ba phím cực kỳ quan trọng để chúng ta thay đổi toàn bộ những cái thông số mà chúng ta muốn hướng tới các bạn nhá. Anh em thấy video bổ ích, mọi người cho em xin một like. Và bác nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng. Một lần nữa em xin kính chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.